Bây giờ tôi giả định hai cái này làm tốt, năng lực có rồi, thì động viên nó nhân bội cái năng lực lên, nó nhân bội cái năng lực lên. Để hết nhân bội lên thì người ta có hai động tác. Động tác số 1 là dùng người cho đúng. Mà trong dùng người thì nó nhiều động tác lắm. Nào là bố trí công việc hợp lý. Và trong dùng người thì nó có hoạt động động viên. Đấy. Như vậy, động viên nó là một thành tố để cấu tạo nên cái hiệu suất làm việc. Và đây là điều bắt buộc. Và động viên nó nằm ở một nghề thứ hai, đó là nghệ thuật giữ người tài. Đó. Cái anh tài này nó lại có một cái động viên đặc biệt cơ nữa. Như vậy, tôi là nhà quản trị, ngoài máy móc và nguyên liệu thì tôi có người trong tay, là thành tố cực kỳ quan trọng của sản xuất. Thì nhân tố người, chúng ta phải làm 4 việc: tuyển, dùng, giữ và đuổi. 4 cái này chạy liên tục, chạy liên tục. Thì hôm nay chúng ta nói về phản trù dùng nó đây này. Đó. Ồ, tôi với các bạn còn phải nợ nhau rất nhiều. Tuyển nhầm là thua, sa thải mà không rắn mặt thua. Đấy, nó dạy. Và bây giờ lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ đời thường này. Chẳng may tôi tuyển được một anh năng lực, nói đời thường đi, gặp anh không có năng lực, thôi gặp gọi đời thường là ngu đi. Mà tôi động viên làm đi con, làm cố đi, làm máu đi. Và tôi động viên gấp 5 lần thì hiệu suất làm việc nó sẽ bằng 5 thằng ngu. Cho nên lúc này thì các bạn mới thấy Lenin nói tuyệt đối đúng. Nhiệt tình cộng với ngu dốt thì nó bằng Lenin nói. Cho nên tí nữa chúng ta thấy không phải ai cũng động viên, không phải thế. Cho nên nhiều người bị lầm mất rồi. Chiến lược khách hàng đôi khi là đuổi bớt khách hàng đi, chiến lược giá là tăng giá lên, và chiến lược động viên là đôi khi không động viên. Chứ gặp như thế này mà động viên là thua. Wow. Bây giờ tình huống thứ hai, tôi gặp được cái anh chàng quá thông minh ấy. Như vậy năng lực tuyệt vời, nhưng mà cái anh thông minh ấy, bao giờ cũng bị gato, bao giờ cũng bị đố kỵ bất kể quốc gia nào. Thế là cuối cùng động viên người ta, người anh sếp lại thấy thua người ta, hèn kém lắm, thành ra đố kỵ người ta. Nghĩa là động viên âm 5, động viên âm 5. Thế là lấy thông minh nhân âm 5 thì nó sẽ bằng 5 thằng, đây là hiệu suất, 5 thằng phá. Và tôi lưu ý các bạn rằng là cái loại thông minh này nó dám phá vì thả ra ở đâu nó cũng sống rồi. Và nó biết cách phá vì nó thông minh. Đại họa là ở chỗ này. Và biết bao nhiêu tấm gương này. Được đấy. Cho nên là dẫn tới cả hai tình huống. Nếu anh không biết động viên thì anh tự chôn vùi anh. Bây giờ giả sử anh biết động viên mà anh không biết tuyển người hoặc đuổi những người không đạt, anh dính ngay thằng ngu thì anh thua. Dạ đã. Cho nên cùng một lúc là bạn phải đạt cả hai.